Ok, bây giờ xin chào Black Infinity. Cặp nữa rồi. Ok, câu hỏi đầu tiên là xin hỏi cảm giác của các bạn khi lần đầu tiên chơi trên sân chơi của RFC. Cảm giác của bạn như thế nào? Quá đã, quá vui. Quá phê. Nói chung là tổ chức lần này quá lớn, không hoành tráng, có lửa, đủ thứ. Mình lớn nhất từ trước tới giờ hay sao đúng không? Đã mệt.